Hà Nội sắp có thêm một khu phố ẩm thực đi bộ trên địa bàn quận Ba Đình. Những ngày này, người dân đảo Hồ Trúc Bạch đang rốt ráo tất bật chuẩn bị cho cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng triển khai thí điểm đề án xây dựng khu phố ẩm thực đi bộ đêm đảo Ngọc, Ngũ Xã vào cuối tháng này. Hiện cửa hàng này đã thu hút hàng trăm lượt khách ghé qua mỗi ngày, nhưng cô chủ vẫn hào hứng chờ ngày nơi đây trở thành tuyến phố ẩm thực. Bởi đây chính là cơ hội để gia đình chị có thể giới thiệu món ăn truyền thống, cha truyền con nối, phở cuốn đến với nhiều du khách trong và ngoài nước hơn nữa. Chúng tôi cũng chỉnh trang lại cửa hàng và xây dựng những cái món ăn nó phù hợp. Những ngày này, nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, người lưu giữ tinh hoa nghề đúc đồng Ngũ Xã, cũng đang tất bật cho gian phòng trưng bày trên phố Trấn Vũ để chuẩn bị cho ngày khai trương tuyến phố đi bộ. Các pho tượng đúc đồng nổi tiếng của Ngũ Xã thường được bài trí tại những nơi tâm linh tôn nghiêm và hiện đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới bởi nét đặc trưng của sản phẩm làng nghề nơi đây là kỹ thuật đúc liền khối. Chúng tôi đang hết sức đang chuẩn bị một cái gian hàng đẹp đẽ để thu hút tất cả khách du lịch ở trong nước và nước ngoài. Để họ đến đây, họ mới thấy rằng cái thủ đô chúng ta, một cái làng nghề hiện nay cũng vẫn đang phát triển, mà để cho họ thấy rằng cái văn hóa của Thăng Long chúng ta không bao giờ mất. Ngày nay với tốc độ đô thị hóa, làng Ngũ Xã không còn lửa nhóm ghen năm xã gây lò. Nghề đúc đồng truyền thống bị thu hẹp, thay vào đó là khu phố mới với nhiều dịch vụ thay thế. Do vậy, việc lựa chọn các sản phẩm đúc đồng Ngũ Xã để giới thiệu trên tuyến phố đi bộ cũng là một phương thức để giới thiệu làng nghề truyền thống này. Thiệu cái sản phẩm của mình, giới thiệu cái quy trình sản xuất ra một cái sản phẩm đúc đồng để cho du khách đến ngoài cái việc thưởng thức các cái ẩm thực thì có thể là tìm hiểu về một cái làng nghề của địa phương. Quận Ba Đình kỳ vọng việc xây dựng khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã sẽ khai thác hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý, tạo không gian vui chơi thư giãn cho người dân, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực sẵn có đạt hiệu quả hơn, tăng doanh thu ngân sách cho địa bàn, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Dự kiến tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã sẽ khai trương vào ngày 23 tháng 12 tới. Do các tuyến phố đều là khu dân cư hiện hữu, nên trước mắt thời gian thí điểm sẽ từ 18 giờ đến 22 giờ thứ Sáu, riêng hai ngày cuối tuần kéo dài từ 7 giờ đến 22 giờ. Sau một năm, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực để đón du khách hàng ngày từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.